cô bán chị đã quay lại kênh của em. Thì hôm nay em xuống chùa Bưng Thanh Yết của huyện Trần Đề, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Thì trước màn hình của bác chị em nhắc lại là đường Mạc Đĩnh Chi là chạy từ khu 5A chợ tới khu 5A chạy thẳng hướng này luôn hết cô bác chị, khoảng chừng 13 cây số ha. Đây là cũng như là chợ cũng rất là cổng chùa, trước màn hình cổng chùa và hướng màn hình của bác chị đó là hướng về Trần Đề nha. Thì em xin thông báo lại chứ gì xe cũng rất là đông hết cô bác chị. Ờ. Thì ở trong đây người ta cũng có chỗ buôn bán hết trơn rồi. Thì hướng màn hình của bác chạy là hướng từ khu 5A chỗ bệnh viện lớn chạy thẳng luôn, có con đường chạy thẳng về hướng Trần Đề. Thì chùa nằm phía bên tay phải nha cô bác chị. Đây. Thì đây là đường vào chùa nè. Em mời cô bác chị đồng hành cùng em vào khuôn viên chùa ha. Giờ này là sung rồi. À, đây là cổng chùa nha cô bác chị, cổng chùa chính nha. Vô luôn chưa? Vô luôn, vô luôn. Thì em mời cô bác chị cũng như theo em. Đây. Đây là em giới thiệu đường đi rồi đường cổng nào luôn nha cô bác chị. Cái này là cổng sau nè, là thôi. Cổng chính trước chỗ của họ cũng chạy vô đó. Thì biết rồi, nhưng mà cái đi đường cổng này là cũng như là chính của người ta luôn đi. Đây nè, đó xe lại cũng như buôn bán nha. Thì chùa Bưng Thanh Yết này thuộc là cũng như là dạng là bốn cửa vào nha các bác chị. Đó, đây là cũng như cái khu cầu của chúng ta đang làm cũng như hoàn thiện nè. Thì kẹt xe. Màn hình của bác chị cũng như bà con tới đây cũng như để buôn bán có hay hết cô bác chị. Thì đây, đây là đồng ruộng ha. Mời cô bác chị cùng em. Đó. Buôn bán quá trời đông. Thì em xin thông báo cô bác chị đó là ngày 8, 9, 10 tới đây ha cô bác chị. Thì còn có chúng ta đếm ngược lại còn 5 ngày nữa thôi là chính thức là lễ bước vào lễ kính giới xi măng ngôi chánh điện ha cô bác chị. Thì đi đường kia thì rằng thì từ Mạc Đĩnh Chi xuống các cô bác chạy chưa tới cổng chùa cũng có đường cũng như gửi bãi gửi xe rất là rộng luôn, xe lớn xe nhỏ gì cũng gửi được hết, vô chùa rất là gần luôn. Thì cái này em quay là gần view của bác chị là cũng như là đường vào cổng chính của ngôi chùa Bưng Niết của huyện Trần Đề, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng hay của bác chị. Thì đây cái này cũng như em gần view. Thì đây là đường vào rất là người ta buôn bán, bà con bán ở đây rất là đông luôn ha. Ở đây là đập hà. Thì chùa cũng đã trang trí xong hết trơn rồi. Đó, giờ này cũng rất là đông và con mình thử đến đây để cúng trước các cô bác chị. Tại vì lễ có giới xi ma chúng ta phải không có cho bà con đi viếng trước để không có như là tới ngày lễ hội là không có chen nhau các bác chị. Thì em mời các bác chị bây giờ em đậu xe ha, em đi một vòng gần viên rồi đó các bác chị. Thì đây các bác chị. Em mời các bác chị em một vòng ha. Thì trước màn hình có bác chị là lễ đài cũng có là cũng như bà con tự đến đây để viếng nhiều ha. Thì được biết là ngày hôm qua đã cột chính cục dây xe ma hát của bác chị. Thì em vô đây em quay gửi đến các bác chị ha. Thì thường thường là chính cục là chính hố ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây thì ngày hôm qua mới cũng như là mới cột dây xi măng hả cô? Dạ, mới cột ngày qua. Mới cột ngày hôm qua là dạ. Ai bữa nay ít người ngày quá. Dạ. Ngày quá thấy khách hơi nhiều, bữa nay khách toàn là khách nhà không? Dạ đúng rồi, Phật tử nhà ha. Dạ, cũng như đúng. Thì còn vài bữa nữa thôi thì còn cũng bước tới lễ hội kết giới xi măng ngôi chánh điện. Dạ dạ. Ha. Thì cũng có nhầm người Phật tử ở xa nó lại biến trước, cũng như là ngay ngày lễ ta sợ kẹt xe. Dạ, dạ. Bữa nay ta cột cho bữa nay ít người, ngày qua hơi nhiều người chút. Dạ. Mà để 3 ngày nữa nhiều hương nữa. Dạ thưa cô, cũng như cho con hỏi chút xíu ha. Cũng như dắt tiền để trên dây xi măng này là có ý nghĩa gì vậy cô? Ý nghĩa anh ta nói cái này hương sa mạ. Hương sa mạ cột, hương đó cột cái gì gốc đó. Dạ. Cột gốc sa mạ đó. Rồi tới ngày mình mở đó, yeah, ta để trong lỗ thêm nữa. Yeah. Lỗ trên cái lỗ ở trong gì đó tôi cũng không biết. Dạ thưa cô. Bây giờ nói tiếng Khmer đấy. Dạ. Dạ dạ thưa cô, cũng như con cũng am hiểu về cũng như là chính hố xi măng là tượng trưng cho chính cục đá này. Dạ, chính cục đá. Đấy là bữa cuối cùng là bắt đầu cắt rễ xi măng. Dạ, dạ. Là hạ đá xuống. Dạ. Thì trước khi là cũng như vô lễ là đi diễu hành 3 dòng chánh điện. Dạ. Khiên chính cục đá này 3 dòng chánh điện ha cô ha. Dạ. Dạ. Hỏi anh Trà đó có ảnh anh thì ta. Con cũng thường xuyên đi review tất cả các ngôi chùa của đồng bằng sông Cửu Long hoặc là tỉnh Sóc Trăng. Dạ. Dạ. Hôm qua mới xuống Trà Vinh quay rồi như mình thì cũng biết vậy mà không có nói tiếng Việt. Dạ. Hay gì gõ trên mẹ thì mình nói gõ. Dạ cũng như con cũng hiểu cũng như là để tiền ở đây để trong dây xi măng. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai cũng như để mấy cái tiền cũng như tiền Phật tử để trong chính cái học hố xi măng ha. Thì lúc mà ngày cuối thì cắt dây xi măng này Phật tử lại xin dây xi măng này rất là nhiều, là lúc là cắt là từ 11 giờ rưỡi tới 12 giờ ha con ha. Từ 1 giờ thì cắt rồi. Bữa hổm là con qua chùa Cho Tôm Chắc phường 10 thì cắt nửa đêm. Hôm qua con mới qua Trà Vinh chùa Kinh Sáng á, cầu kè xi măng bển. Ngày hôm qua mới đi qua chùa Kinh Sáng. Cho tới mấy ông dựng ở đây đâu có phải đi bỏ. Cái này mấy ông đi bỏ đâu, tại người ta con mất nuôi gì nó hay tiền nó tới ham. Tiền nó ham ha. Không phải thấy người sợ người lớn đó, sợ người nít đó. Nó ham mà mấy ông dựng ở đây. Dạ. Mà nhiều thì dạ cô có thể chia sẻ là cũng như trước khi mà đem đá này vào chánh điện ha, là trước một ngày hay là tới ngày cũng như cắt băng khánh thành ngôi chánh điện này mới đem vào cô? Đi ngày gì đó, ngày trước một ngày ha. Trước một ngày. Dạ. Ngày vô sà mạ đó ta. Dạ. Trước á vậy là trước một ngày ha. Một ngày. Trước ngày tới thí dụ mà bữa mà cắt băng khánh thành thì Phật tử lại đông quá. Dạ, ha. Dạ. Thì cái này trước một ngày đi để cho Phật tử là chiêm ngưỡng ha. Dạ thôi con cảm ơn cô ha. Dạ. Họ rồi hỏi mấy ảnh bên kia. Dạ. Có rõ hơn. Đây là quá anh chị. Ngày mình khô ảo. Dạ. Lại con ấy hả? Dạ. Dạ. Ồ mấy cô ở đây cũng như công quả ha. Dạ, công quả. Đây là chính đá của mẹ con. Là chính cục đá xi măng hả cô bác chị? Đây là cũng như là lá cờ những Phật tử, lá cờ của bên hội Phật giáo ha. Thì đây là trước màn hình của bác chị cũng như là tượng Phật Thích Ca ha, Bổn Sư Thích Ca. Chứ Phật A Di Đà thì có chữ chàng trước rồi. Thì đúng là bữa 8, 9, 10 là vào đám ha cô ha. 7 tay này bắt đầu là cũng chính thức à. Tại vì 7 tay là bắt đầu diễu hành 3 cục đá xi măng, 3 dòng chánh điện. Đó thắng mình tay lại kìa, đó. Đây cô bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chín cục, chín cục chơi lộn, năm cục nói còn lộn nữa thấy không, đâu có chính xác đâu vậy. Đây có bác chị, thì em tới đây em ghi hình những thước phim gửi đến ngày hôm qua, thì em có đến chùa Kinh Sáng thuộc huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh cũng như quay những thước phim gửi đến cho bác chị, rồi hôm nay em quay lại chùa Bưng Thiết của huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng gửi đến cho bác ha. Đây bà con Phật tử. Bây giờ em mời cô bác chị dọn quanh em một vòng ha. Thì đây cũng là bên khâu trang trí cũng đã lọc hết trơn. Chùa rất là đẹp luôn. Chùa Bưng Thiết Nước này em xin nhắc lại cô bác chị cũng như thông báo là chùa Bưng Thiết Nước này thuộc xã Liêu Tú, ấp Bưng Bối, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng hết cô bác chị. Thì hướng từ mặt đỉnh Chi từ khu 5A cô bác chị cứ chạy thẳng về hướng Trần Đề, thì cô bác chị bên tay phải là từ khu 5A bệnh viện các cô bác chị, là chạy thẳng xuống khoảng chừng 10 cây đến 13 cây số là nằm phía bên tay phải ngay mặt lỗ luôn cô bác chị, đường vô cũng rất là gần ha. Đây buôn bán rất là đông luôn. Đây là những lán trại ha, thì em chưa biết lán trại thì tới nữa lên lịch thì em gửi đến cô bác chị ha. Đây ngôi chùa rất là đẹp. Đây là có hình tượng Phật luôn, Sư Tử, chánh điện. Em mời cô bác chị vào chánh điện cùng em ha, đi một vòng chánh điện. Thì chùa Bưng Thiết Nước này được lập vào coi để em nhớ là thành lập vào tháng 2 năm 1888 là năm Mậu Tý nha cô bác chị. Thì lúc mà khởi công xây dựng ngôi chính điện mới này nữa là năm ngày 12 tháng 2 năm 2021, tức là ngày 1 tháng 1 năm Tân Sửu nha cô bác chị. Đó. Thì tổng kinh phí xây dựng ngôi chùa này là 6.797.567.000 đồng hết các bác chị. Đây là trong khu chính điện. Phố Xi Ma này thì còn một phố Xi Ma nằm ở sau tượng Phật Thích Ca nữa. Đây là chính nè các cô bác chị. Đây là một học nữa nè. Đây một phố. Đây ba nữa là 424. 4 5, 6, 7, 8, 9 nha cô bác chị. 4 với 6 9. Rồi con Bình Kinh ha.
thường thường là cũng như là có để bà con Phật tử đến đây để tiền rồi nè cô bác chị. Đây, em quay gần cận cảnh với họ tiền đó ha cô bác chị. Thì được biết là ngày 8, 9, 10 sẽ là đến ngày lễ kết giới Sima ha cô bác chị. Thì chúng ta đến ngồi đây, bữa đây là hai tay rồi. Thì còn có tổng nhẹn nữa là 7 ngày nữa thôi. Thì 7 ngày rồi 6 ngày nữa thôi là lúc đó là bà con cô bác chị Phật tử đến đây cũng rất là gần. Đây là phần mời cô bác chị một dòng luôn. Đó, đầy ở trên ha. Giờ này thì bà con cô bác Phật tử lại lai rai để cúng kiến sợ tới đó lúc đó kẹt xe thì hơi khó khăn chút xíu thôi. Gà câu đèn bán mặn nè, bán dưa hấu, bán xoài, bán cóc, bán quýt, bán cam, bán ổ gì quay hết à. Cô ở đây quê chị ở đây hay gì chị? À, chị lại đây buôn bán ha, mấy ngày lễ cũng như có lễ là chị buôn bán vậy hả chị? À. Chắc chiều đây là hết à? Dạ. Đây là bà con cô bác đến đây để bán ha. Thì trước khi bán đây là phải đặt cũng như kiếm chỗ trước là mấy tháng trời luôn phải không chị? À, là... không nhưng mà mấy người bán đây là kiếm chỗ là mấy tháng trời luôn á, đặt chỗ trước á, rồi cũng như là ta mướn. Dạ đúng rồi, dạ bán ít quá. Đúng rồi, mình đâu có cái gì đâu. Đâu có trải... mình đâu có trải bàn trải gì ra để bán đâu hết. Này bắt cái này bắt quá lại dẹp đi ăn luôn. Đây em mời bác chị vòng anh cùng em một vòng đi ha. Bán được cái ăn nước đầy đủ hết các anh chị. Phật tử đến nay cũng tiếp cũng rất là nhiều. Đây. Nước mía ha, bán nước mía bán đầy đủ có hết. Thì đây đó là cũng như là hai cổng đấy, em đi vô cổng kia là để giới thiệu cho bà con cô bác biết là cũng như cổng gần nhất ha. Đây là chỗ cổng cũng hơi gần. Đây đường cũng như các cô bác đến đây để vệ sinh ha, quét dọn ha các vị như là Phật tử thì chỗ này cũng có buôn bán hết trơn. Thấy mấy cô lại đây tiếp tiếp chùa ha, cũng như là mình công quả đây ha, có phước để có cháu sau này ha.
Thì đây là có bác chị là đường cũng như nhà chùa cũng mở dưới đường ruộng để gửi đến bà con cô bác anh chị ha. Thì đây là những bãi cũng như là có chỗ buôn bán. Tiếp chùa hết trơn rồi ha cô bác chị. Thì vẫn còn có mấy ngày chỗ đây là chỗ đẩy khách. Đây là cũng như khu đường ruộng ha. Rất là đông. Thì cái đường nãy là đường ở chỗ mà cũng như chỗ này lên chút xíu mà cô bác chị có cái cổng. Thì nếu mà cô bác anh chị cũng như đi đường này thì cũng gần tiện hơn hết cô bác chị. Đường ruộng bây giờ bà con cô bác nông dân cũng làm ruộng hết trơn rồi. Thì nhà chùa cũng như tạm để bãi dưới xe ha. Thì nằm mặt lộ đi vô cái tới rồi. Đi đường kia thì đường cổng ngoài thì cũng hơi xa chút xíu. Chặt hẹp đi đường ruộng thì nó rộng hơn. Đường ruộng thì không có sình gì đâu, cứng hết trơn. Ở hai bên lá cờ có chùa cũng như có làm cầu bắc qua kinh này để cho bà con Phật tử đi để dễ dàng hơn. Thì đó. Thì đây là trong khuôn viên chùa. Đây tới nữa là có chỗ buôn bán hết trơn à. Đây phân lô. À, trước màn hình của bác chị là khuôn viên chùa không nè. Đây là ngoài đồng ruộng ha. Thì còn có bữa đây là hai tay thì 8 9 10 vào đám. Thì chúng ta cũng như bà con Phật tử thông báo trước đến bà con Phật tử thì nếu mà bà con Phật tử ở xa lại viếng thì sợ kẹt xe hoặc là khó đi thì bà con cô bác Phật tử cũng như đến viếng trước cũng được. Đây là cái cổng ha cô bác chị. Đường ruộng qua gắt gần luôn nè. Thì đây nhà chùa cũng làm hai cái cầu đi qua lại cho Phật tử dễ đi hơn các cô bác chị. Đây là con kinh chạy chạy dài. Là cái đường cái lộ nãy là đường mặt đến chi hết cô bác chị, thì đường ruộng chạy qua rất là gần luôn, em không phóng lại gần cho cô bác. Đó, cô bác chị thấy xe chạy không? Đây thì cô bác chị từ hướng mặt đỉnh chi chạy đụng là đụng cái cổng đường ruộng vào ha, khoảng chạy vài chục mét nữa thì vô ngay cái cổng chính ha cô bác chị. Thì chỗ này là chỗ bãi dưới xe hoặc là bà con đi rất là gần luôn, từ đó qua tới đây khoảng chừng vài chục mét thôi là tới chùa rồi các bác chị. Thì clip hôm nay cũng dài rồi, em xin kết thúc clip tại đây, hẹn các bác chị những clip tiếp theo. Bye bye các bác chị.